Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua mùng 8 tháng 3, Ban chỉ đạo xây dựng đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa tổ chức phiên họp đầu tiên nghe báo cáo dự thảo kế hoạch nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Văn Hùng, trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các sở ngành đơn vị cấp tỉnh. Theo dự thảo kế hoạch, mục đích nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa nhằm sắp xếp tổ chức đơn vị hành chính phù hợp với chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, tạo không gian phát triển cho đô thị thành phố Thanh Hóa, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch nhập huyện Đông Sơn về thành phố Thanh Hóa phải đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, đảm bảo về trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ các căn cứ quy định của pháp luật về sắp xếp đơn vị hành chính, đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa là một chủ trương lớn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa là nhiệm vụ rất quan trọng. Do vậy, các thành viên ban chỉ đạo, đặc biệt là lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Thanh Hóa, huyện Đông Sơn cần tập trung thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chuẩn bị hồ sơ đúng quy định, trình tự thủ tục đảm bảo tiến độ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ cần sớm tham mưu thành lập tổ giúp việc, xây dựng kế hoạch công tác của ban chỉ đạo, trong đó xác định rõ các nội dung công việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, các thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan. Đồng thời, yêu cầu cụ thể về thời gian hoàn thành từng công việc và quy định chế độ thông tin, báo cáo phù hợp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã cho ý kiến cụ thể vào các nội dung của dự thảo kế hoạch nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa gồm: mục đích, yêu cầu của kế hoạch, nhiệm vụ, lộ trình, thời gian thực hiện, tổ chức thực hiện kế hoạch. Đồng chí đề nghị Sở Nội vụ, cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo kế hoạch, đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền. Huyện Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa phải đóng vai trò chủ lực, chủ động trong công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng lộ trình, kế hoạch tuyên truyền phù hợp để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và cử tri, giúp nhân dân và cử tri hiểu rõ sự cần thiết cũng như ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính, từ đó đồng thuận với chủ trương lớn của tỉnh. Để việc xây dựng đề án được thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đề ra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành được giao nhiệm vụ cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị liên quan, chủ động liên hệ làm việc với các cơ quan trung ương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung công việc, phấn đấu xây dựng xong dự thảo đề án để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 8 năm 2022. Hôm qua, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị kết nối giữa các ngân hàng với doanh nghiệp và người dân tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Theo kế hoạch, hội nghị kết nối ngân hàng, doanh nghiệp và người dân năm 2022 được tổ chức nhằm mục đích cung cấp trao đổi thông tin về tình hình đầu tư tín dụng, công tác triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, các chương trình, chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát triển sản xuất kinh doanh. Hội nghị cũng sẽ đề cập đến các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và thu hút nguồn vốn tín dụng đầu tư vào các dự án lớn, dự án trọng điểm của tỉnh thời gian tới để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Đây cũng là dịp để lãnh đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng, lãnh đạo tỉnh lắng nghe phản ánh các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh để cùng phối hợp giải quyết, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển hoạt động tín dụng phù hợp. Dự kiến, hội nghị sẽ được tổ chức vào sáng ngày 18 tháng 3 với khoảng hơn 300 đại biểu tham dự, trong đó có 170 đại biểu là đại diện các hiệp hội ngành nghề, lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh lớn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Thanh Hóa sẽ là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức hội nghị này trong năm 2022 với mong muốn kết nối tốt nhất giữa người dân, doanh nghiệp với ngân hàng, qua đó tháo gỡ khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn,
tạo sức lan tỏa, hiệu ứng tốt nhất giữa các đối tác trong quan hệ tài chính tín dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan cần khẩn trương hoàn thiện kịch bản, phương án tổ chức, đảm bảo tốt các yêu cầu về nội dung, hình thức và an toàn phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời phải chuẩn bị tốt để các ý kiến thảo luận tại hội nghị đảm bảo chất lượng, nội dung thảo luận phải bám sát các vấn đề đang được quan tâm, cần đưa ra những giải pháp, ý tưởng sáng tạo để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ ngân hàng tài chính trong thời gian tới. Cùng với đó, cần rà soát từng hạng mục công việc chuẩn bị cho hội nghị, đảm bảo chu đáo, chi tiết cụ thể để hội nghị thành công tốt đẹp. Đề án đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa DDCI là giải pháp thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh từ cấp cơ sở. DDCI Thanh Hóa thu thập và nghiên cứu những cảm nhận trung thực, những đánh giá khách quan của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về năng lực điều hành kinh tế, chất lượng hỗ trợ và tinh thần đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành cấp tỉnh có liên quan để đề xuất giải pháp cải thiện phù hợp. Tham gia khảo sát DDCI là thể hiện trách nhiệm và quyền lợi của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong việc xây dựng và hoàn thiện môi trường mà doanh nghiệp đang hoạt động. VCCI Thanh Hóa là cơ quan được giao triển khai đề án, cam kết bảo mật danh tính và thông tin trả lời khảo sát của các doanh nghiệp, nghiên cứu nghiêm túc để phản ánh trung thực ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp tới các cơ quan liên quan. Đề nghị các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia khảo sát theo đường link đã đăng tải trên trang web của chi nhánh VCCI Thanh Hóa, vcci.thanhoa.vn hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thanh Hóa https://dichvucong.thanhoa.gov.vn. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, song từ đầu năm đến nay, các hoạt động xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa vẫn diễn ra sôi động. Nhiều đoàn công tác của các tổ chức doanh nghiệp, ngân hàng trong và ngoài nước đã không chỉ đến tìm hiểu cơ hội mà còn chính thức hợp tác đầu tư tại vùng đất đầy tiềm năng và triển vọng phát triển này. Ngay trong những ngày đầu năm, Thanh Hóa đã đón đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội, các tổ chức hợp tác quốc tế của Nhật Bản cùng nhiều doanh nghiệp lớn của đất nước mặt trời mọc đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội và xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh. Qua khảo sát thực tế cũng như tìm hiểu về tỉnh Thanh Hóa, các tổ chức ngân hàng và doanh nghiệp Nhật Bản đều đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời ấn tượng với môi trường đầu tư hấp dẫn ở địa phương. Trước khi tổ chức, chúng tôi cũng nghĩ là trong cái tình hình dịch bệnh phức tạp thế này thì rất là khó để mà kêu gọi các doanh nghiệp tham gia khảo sát. Tuy nhiên thì có những trên 30 doanh nghiệp của Nhật đã đăng ký tham gia khảo sát. Điều đó chứng tỏ là các doanh nghiệp Nhật Bản rất là quan tâm đến môi trường đầu tư của tỉnh Thanh Hóa và họ cũng nhìn nhận thấy những cái cơ hội cũng như là những cái sự hấp dẫn của Thanh Hóa. Vì vậy cho nên là các doanh nghiệp đã rất là tích cực khi mà đăng ký tham dự cái chuyến khảo sát này. Không chỉ nhìn thấy tiềm năng cơ hội, các nhà đầu tư Nhật Bản đã đặt sự tin tưởng và muốn cụ thể hóa các dự án đầu tư của doanh nghiệp tại Thanh Hóa. Trong chuyến khảo sát và làm việc với tỉnh mới đây, công ty cổ phần Erec mong muốn xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ 1 đến 2 nhà máy điện sinh khối, công suất mỗi nhà máy trên 100 MW. Cùng với đó, công ty trách nhiệm hạn Biomat Fuel Nghi Sơn đã ký kết biên bản ghi nhớ với Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa để triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất viên nén gỗ và chế biến gỗ công nghệ cao với tổng vốn 40 triệu đô la Mỹ. Cái lý do mà chúng tôi chọn đầu tư ở Thanh Hóa thì có nhiều lý do. Thanh Hóa thì có một cái lợi thế rất lớn về cái cảng biển và cái khu Nghi Sơn cũng có rất là nhiều các cái hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư. Và một cái điểm tiên quyết nữa đấy là Thanh Hóa có cái diện tích rừng trồng rất lớn, đảm bảo được cái nguồn nguyên liệu đầu vào cho dự án của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xúc tiến rất là nhanh và chúng tôi hy vọng là trong quý 2 của năm 2022 chúng tôi sẽ tiến hành đầu tư. Từ đầu năm đến nay, Thanh Hóa đã đón nhiều đoàn công tác đến từ các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, đồng thời trao đổi thúc đẩy các hoạt động đầu tư tại Thanh Hóa. Ở trong tỉnh và trong nước, nhiều nhà đầu tư cũng đã quyết định bỏ vốn để thực hiện dự án tại địa phương này. Hai tháng đầu năm, Ủy ban dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 15 dự án, trong đó có 3 dự án FDI,
tổng số vốn đăng ký đạt gần 862 tỷ đồng và 21 triệu đô la Mỹ, tăng 15,3% về số dự án và gấp 2,8 lần về vốn so với cùng kỳ. Ngay từ những ngày đầu năm 2022, mặc dù là tình hình dịch bệnh Covid rất là phức tạp, tuy nhiên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã có những chỉ đạo rất là sát sao. Vì vậy là các cấp, các ngành và trung tâm xúc tiến đầu tư cũng đã tập trung để mà thực hiện các nhiệm vụ và xúc tiến. Qua đó thì đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều các nhà đầu tư. Và đây là một trong những các cái hoạt động ban đầu, tuy nhiên là nó sẽ tạo ra được một cái không khí, một cái tiền đề rất là quan trọng cho các cái hoạt động và xúc tiến đầu tư trong thời gian tới. Kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua một lần nữa khẳng định Thanh Hóa luôn có cách làm linh hoạt, hiệu quả trong thu hút đầu tư, kể cả trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính cũng như sự đồng hành của cấp ủy chính quyền cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đã tạo được ấn tượng các nhà đầu tư trong và ngoài nước về một Thanh Hóa an toàn và hấp dẫn. Năm 2022, nhiệm vụ đặt ra đối với thị xã Nghi Sơn là cần giải phóng mặt bằng với tổng diện tích hơn 720 ha để phục vụ triển khai các dự án đầu tư, trong đó có những dự án lớn trọng điểm. Đây là nhiệm vụ rất lớn, đòi hỏi thị xã phải tập trung thực hiện, đồng thời phải xây dựng kế hoạch ưu tiên thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm, đảm bảo các dự án này được triển khai đúng tiến độ và kế hoạch. Có tổng mức đầu tư gần 3,7 nghìn tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 84,8 ha. Dự án khu du lịch sinh thái biển Tân Dân do tập đoàn T&T làm chủ đầu tư là dự án lớn cả về giá trị đầu tư và diện tích đất phải thu hồi. Với nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh du lịch biển, thị xã Nghi Sơn đã tập trung phối hợp với chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, thị xã Nghi Sơn đã bàn giao được cho chủ đầu tư 67,2 ha mặt bằng sạch. Sau khi được bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư và nhà thầu đang tích cực triển khai và đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Phần đầu đến giữa năm nay sẽ hoàn thành phần san nền để triển khai các hạng mục công trình xây dựng. Bên phía chủ đầu tư kết hợp với tư vấn giám sát bên nhà thầu, các bộ phận chuyên môn đã có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, ví dụ như là tranh thủ thời gian thời tiết thuận lợi để tăng cường xe máy và thi công về kể cả về ca đêm, về nhiều ca trong ngày, hoặc là kế hoạch thi công liên tục không dừng không nghỉ để đảm bảo được cái tiến độ thi công của dự án. Năm 2022, thị xã Nghi Sơn được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng hơn 720 ha, phục vụ 102 dự án. Mục tiêu thị xã đặt ra trong năm là hoàn thành từ 98% trở lên về diện tích. Trong đó, ưu tiên tập trung giải phóng mặt bằng nhanh và dứt điểm phục vụ thi công các dự án lớn trọng điểm. Để thực hiện mục tiêu đó, trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thị xã Nghi Sơn đã thường xuyên phối hợp với các chủ đầu tư để cập nhật nhu cầu sử dụng đất, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của tỉnh, của các ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đáp ứng mặt bằng phục vụ các dự án. Xác định là ưu tiên đối với các dự án trọng điểm, và việc ưu tiên này thì bằng cái biện pháp cụ thể, đấy là giao trách nhiệm cho các phòng ban, các hội đồng bồi thường và trực tiếp là ban giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư là cơ quan thường trực là xây dựng rà soát tất cả những cái dự án lớn, dự án trọng điểm, là tham mưu xây dựng cái kế hoạch chi tiết đối với các dự án lớn để làm cơ sở cho cái quá trình thực hiện đảm bảo đồng bộ và đáp ứng được cái tiến độ của các dự án. Những dự án lớn trọng điểm được triển khai và đưa vào khai thác đúng kế hoạch sẽ có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, việc bảo đảm mặt bằng phục vụ các dự án cũng thể hiện quyết tâm của tỉnh và thị xã Nghi Sơn nhằm cải thiện môi trường đầu tư, qua đó thu hút các nhà đầu tư đến với Thanh Hóa nói chung, thị xã Nghi Sơn nói riêng. Nhờ thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, đến nay, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, từng bước xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Thông qua việc thực hiện các chính sách dân tộc trên cơ sở lồng ghép các chương trình dự án hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, tại các địa bàn miền núi, hệ thống đường giao thông đã được cứng hóa đến từng thôn bản, cơ sở vật chất trên các lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư. Điện lưới quốc gia, nước sạch đã về hầu hết các khu dân cư, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của đồng bào. Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa cũng đã phê duyệt một số đề án đặc thù nhằm thúc đẩy kinh tế khu vực miền núi phát triển, như đề án ổn định đời sống và phát triển kinh tế xã hội dân tộc Khơ Mú, đề án ổn định đời sống và phát triển kinh tế xã hội các bản đồng bào Mông, huyện Quan Sơn, xây dựng điểm điển hình giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo của tỉnh. Từ đó đã tạo điều kiện để các địa phương miền núi vươn lên thoát nghèo, tạo việc làm cho nhiều lao động,
giúp đồng bào có điều kiện vươn lên trong phát triển kinh tế, góp phần ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực miền núi bình quân mỗi năm giảm 4,02%, có 1 trên 7 huyện thoát khỏi diện nghèo theo nghị quyết 30A của Chính phủ, có 5 xã và 50 thôn bản đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2017-2020. Tính đến hết năm 2021, có 715 thôn bản miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ xã có đường giao thông đến trung tâm xã được địa hóa, bê tông hóa đạt 100%. Hiện nay thì nhờ ơn Đảng, Chính phủ quan tâm thì cho nhiều cái dự án, ví dụ như là điện đường, trường trạm các thứ thì nói chung là đời sống ổn định hơn, nhà nào cũng có tivi, có xe máy này, có cả ô tô, đi ra phố ra phường thì nó không vất vả như xưa nữa. Trong giai đoạn 2021-2025, thực hiện quyết định số 1719 QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đề ra những mục tiêu phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%. Phấn đấu 50% số xã thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn, 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp. Trong năm 2022, thì chúng tôi sẽ căn cứ vào cái quyết định số 1719 và quyết định số 39 của Thủ tướng Chính phủ để tham mưu tỉnh ban hành tiêu chí định mức nguyên tắc phân bổ vốn trong chung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trong trung hạn và hàng năm, rồi tổng hợp xây dựng phương án phân bổ vốn để thực hiện chương trình. Và thứ ba là chúng tôi hoàn thiện và trình duyệt để tổ chức triển khai thực hiện cái đề án phát triển các mô hình cây trồng vật nuôi, dược liệu, sản phẩm lợi thế của khu vực miền núi giai đoạn 2021-2025 và triển khai đồng bộ tất cả các chính sách thuộc chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng dẫn của các bộ ngành trung ương. Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia với những thay đổi cơ bản dành cho địa bàn đặc thù sẽ là điểm tựa để các địa phương miền núi khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố khối đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào trồng rau củ quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thửa đất rộng hơn 1,5 hectare này trước đây vốn do nhiều hộ dân xã Vĩnh Khang canh tác nhỏ lẻ, trồng các loại rau màu theo phương thức truyền thống. Do tưới tiêu không thuận lợi nên hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Năm 2020, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Vĩnh Khang đã thuê lại trên diện tích này, đầu tư gần 2 tỷ đồng để xây dựng nhà lưới trồng rau thủy canh, rau má và dưa kim hoàng hậu theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong 2 năm 2020-2021, bình quân mỗi năm, Hợp tác xã thu hoạch được 120 tấn rau quả các loại, doanh thu đạt trên 1,7 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, thu lãi trên 850 triệu đồng. Làm cái nhà màn này thì trồng rau nó có hiệu quả, chất lượng nó cao, mà rau an toàn, không phun bằng cái thuốc bảo vệ thực vật. So với cái trồng ngô, trồng lúa thì gấp 3 đến 4 lần. Để khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ, hợp tác xã và doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ngoài các chính sách của tỉnh, huyện Vĩnh Lộc đã xây dựng các chính sách riêng. Trong đó có chính sách hỗ trợ 300.000 đồng cho 1 mét vuông nhà màng, hỗ trợ công làm hệ thống tưới nhỏ giọt, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật miễn phí cho bà con nông dân. Đến nay, huyện Vĩnh Lộc đã có gần 45.000 m2 nhà lưới và 1.200 m2 nhà màng sản xuất rau quả. Sản xuất rau củ quả trong nhà màng nhà lưới, đồng thời ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khâu tưới và bón phân, có ưu điểm là hạn chế được sâu bệnh, cải tạo đất, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, qua đó nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất và góp phần bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Hiện có ban hành các đề án, trong các đề án đó thì có các cái cơ chế hỗ trợ
cụ thể như là huyện sẽ hỗ trợ về cái đầu tư cái giao thông kênh mương nội đồng cùng với các địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho cái công tác đi lại sản xuất. Để phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn Việt Gáp, huyện Vĩnh Lộc đang tập trung thực hiện tốt công tác tích tụ đất đai, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ, khuyến khích, chú trọng xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ và bền vững giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Hôm qua ngày 8 tháng 3 tại Trung tâm Chính trị thành phố Thanh Hóa, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 1 năm 2022 dành cho đối tượng là học sinh trung học phổ thông. Trong thời gian 2 ngày, 19 học viên là học sinh đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố như Hàm Rồng, Nguyễn Trãi, Đào Duy Từ, Lý Thường Kiệt, Trường Thi sẽ được học tập, tiếp thu và thảo luận các chuyên đề như khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những nội dung cơ bản của điều lệ Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, nâng cao về nhận thức lý luận chính trị, về vai trò trách nhiệm của học viên trong quá trình phấn đấu, rèn luyện, theo đuổi mục tiêu, lý tưởng và cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp cách mạng của quê hương đất nước, đồng thời tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên mới. Chiều qua ngày 8 tháng 3, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Thanh Hóa phối hợp với Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa trao tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi cha và mẹ do đại dịch COVID-19 và xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại huyện Quảng Xương. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cháu Lê Thị Hà Nhi sinh năm 2006 ở xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương không may bị mất cả bố và mẹ. Hiện nay cháu đang sống cùng với bà ngoại. Nhằm tiếp sức chia sẻ một phần khó khăn với cháu Nhi, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Thanh Hóa và Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa đã trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng. Sổ tiết kiệm này sẽ là một khoản tài chính góp phần hỗ trợ cháu Nhi trong học tập, lập nghiệp và sinh hoạt khi trưởng thành. Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Thanh Hóa và Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa cũng trao tặng 5 xe đạp cho 5 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của xã Quảng Lộc. Đến nay, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Thanh Hóa đã trao hỗ trợ và sổ tiết kiệm cho 36 trẻ mồ côi bố hoặc mẹ hoặc mồ côi cả bố và mẹ với kinh phí hỗ trợ 214 triệu đồng giúp các cháu và gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe là một khâu quan trọng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được Chính phủ, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và tỉnh quan tâm chỉ đạo. Để từng bước nâng cao chất lượng công tác này, năm 2022, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã chỉ đạo các trường, các học viên triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác đào tạo và cấp giấy phép lái xe. Để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, hiện nay các cơ sở đào tạo sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất, đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn cơ sở đào tạo theo hướng ngày càng hoàn thiện nâng cao. Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế Công nghệ VSET là một trong những cơ sở đào tạo lái xe ô tô các hạng. Một trong những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch của nhà trường là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Từ năm 2020, việc học thi lấy giấy phép lái xe các hạng chính thức áp dụng những quy định mới theo thông tư số 38 của Bộ Giao thông Vận tải. Trường đã đưa thêm môn đạo đức lái xe, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông vào giảng dạy, tăng số lượng câu hỏi lý thuyết thi sát hạch và độ khó cho các bài thi thực hành. Trường đã đầu tư lắp đặt thiết bị giám sát bằng vân tay để điểm danh học viên trong thời gian học lý thuyết và thiết bị giám sát thời gian quãng đường học thực hành lái xe trên đường của học viên. Qua đó, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như xây dựng văn hóa giao thông cho các học viên sau khi ra trường. Khi mà nộp hồ sơ vào đây, cái công việc các thầy cô ấy chỉ bảo rất là tận tình. Đấy, cái việc học thì gây hứng thú cho người học, mà với học chúng tôi thấy là rất là thú vị. Tôi nghĩ với cái thực trạng của xã hội bây giờ rất là báo động về cái văn hóa giao thông của chúng ta, và đưa cái bộ môn này vào nó là rất là hữu ích. Tốt cho mọi người khi mà tham gia giao thông, đảm bảo an toàn cho mình, an toàn cho những người tham gia giao thông khác. Bên cạnh đó, từ đầu tháng 3 năm 2022, nhà trường ứng dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông bằng đồ họa 3D vào công tác giảng dạy, và việc sát hạch bằng phần mềm này sẽ được nhà trường áp dụng từ ngày 1 tháng 6 năm 2022. Các cái văn bản chỉ đạo của Tổng cục và Sở Giao thông thì nhà trường luôn thực hiện nghiêm, đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như là các cái phương tiện, các cái hệ thống giám sát để thực hiện thi trong hình lái đường và các quy định khác để đảm bảo cho công tác học và thi sát hạch có giấy phép lái xe.
Thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe, thường xuyên kiểm tra, duy trì điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác phục vụ đảm bảo các điều kiện theo quy định, đồng thời tiếp tục tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất, nhất là việc tổ chức các kỳ thi nhằm đảm bảo chất lượng, công bằng, khách quan trong công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.